Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục đồng hành với tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi tối ngày thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023. Bây giờ là 19:35. Hiện tại thì mình đang có mặt trên con đường Hai Bà Trưng hướng về bên ngã tư Nguyễn Kiệm, hướng về bên chợ Tân Định quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình phố xá trung tâm Sài Gòn trong đêm giữa tuần. Còn vài ngày nữa thôi sẽ đón chào mùa Giáng sinh năm 2023 với những niềm vui, với những cái sự rạng rỡ hân hoan chào đón Chúa Hài Đồng xuống trần. Đó là người Kitô hữu, còn đối với người ngoại đạo thì người ta cũng vui chơi trong cái ngày Giáng sinh của người Công giáo quý vị. Nhà thờ Tân Định Sài Gòn của chúng ta cũng đang rực rỡ những ánh đèn lung linh, những ngôi sao tỏa sáng từ đỉnh của tháp chuông nhà thờ cho đến dưới cổng của nhà thờ luôn quý vị. Giáo xứ Tân Định, nhà thờ Tân Định luôn luôn lúc nào cũng vậy, đem đến những hình ảnh nhộn nhịp, không khí đẹp lung linh rực rỡ về đêm. Và để bắt đầu video trong buổi tối ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi cập nhật một số hình ảnh tại nhà thờ Tân Định. Hôm nay thì mình cũng chưa có vào bên trong đâu, tại vì đang rất là đông cho nên cũng chưa thể vào bên trong. Mình cập nhật một số hình ảnh ở bên ngoài để mà gửi đến quý vị những cái hình ảnh mùa Giáng sinh năm 2023 này. Phải nói những ngôi sao được kéo xuống từ trên cái đỉnh tháp nhà thờ Tân Định xuống ở phía dưới luôn quý vị, nên nhìn rất là đẹp vào ban đêm. Phía sau thì cũng đã trang trí một số cái tiểu cảnh về Giáng sinh như là hang đá cũng như là một số cái ngôi sao ở phía bên trong rất đẹp luôn quý vị. Tuy nhiên thì buổi tối ngày hôm nay Tường Vũ Channel muốn cập nhật một vài hình ảnh để gửi đến quý vị thôi. Đường phố Sài Gòn chúng ta bây giờ là 19:37, nhưng mà thấy lượng xe cộ cũng đang đổ dồn về khu vực trung tâm cũng như là chiều ngược lại, rất là đông luôn cô chú anh chị. Quá đẹp. Ở phía bên trên thì ở đây nhà thờ Tân Định năm nay trang trí những cây thông nhỏ nè, quấn những cái đèn rất là đẹp luôn quý vị. Phía bên trong thì phải nói xung quanh là bao bọc rất là đẹp, ánh đèn lung linh luôn. Tuyệt vời. Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2023 thì đêm 24, tức là đêm vòng Giáng sinh, sẽ rơi vào tối ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 tức là rơi vào ngày thứ hai, ngày đầu tuần. Cho nên vào đêm cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật sẽ rất là nhộn nhịp, bà con đổ về các trung tâm thương mại cũng như là các nhà thờ, các ngôi thánh đường cũng như là các xóm đạo nổi tiếng ở tại Sài Gòn của chúng ta để mà vui cái không khí mùa Giáng sinh năm nay quý vị. Chúng ta sẽ đi về trung tâm quận 1 Sài Gòn trong đêm ngày hôm nay để xem thử là tình hình ra sao nha cô chú chị các bạn ha. Dòng xe cộ cũng đang rất đông ở tại con đường này.
Hai Bà Trưng này mình đi thẳng về bên công trường Mê Linh Quỷ. Đây là ngã tư của con đường Võ Thị Sáu và con đường Hai Bà Trưng. Ngã tư con đường Võ Thị Sáu là con đường Hiền Vương năm xưa này quý vị. Phía bên kia thì công viên Lê Văn Tám. Nếu chúng ta rẽ bên tay phải thì về bên công trường Dân Chủ, quận 3, quận 10 nè. Mặc dù bây giờ là 19:40 rồi, tuy nhiên ở tại các tuyến đường trung tâm Sài Gòn của chúng ta cũng đang rất là đông xe cộ lưu thông, xe hai bánh, xe bốn bánh đang tấp bập trên con đường này cô chú anh chị các bạn. Phải nói một cái không khí rộn ràng mùa Giáng sinh, mùa Noel năm 2023 đã hiện rõ ở tất cả các xóm đạo cũng như là nhiều ngôi thánh đường ở tại trung tâm Sài Gòn, đặc biệt các xóm đạo như là quận 8, quận Gò Vấp, xóm đạo quận Tân Phú, thì phải nói một cái niềm vui về Giáng sinh rất là nhộn nhịp luôn quý vị. Và tháng 12 là tháng mà buôn bán nhiều hàng hóa khuyến mãi, siêu khuyến mãi luôn. Tuy nhiên thì năm nay chúng ta cũng biết là tình hình kinh tế đang suy thoái, cho nên cái việc mà vui chơi cũng chưa chắc là bằng mấy năm trước. Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng tạm quên đi những cái sự vất vả khó khăn của chúng ta mỗi ngày, để làm sao chúng ta nhìn về tương lai, nhìn về năm 2024 với những cái hy vọng mới. Xe cộ ngày nay rất là đông luôn trên con đường Hai Bà Trưng này. Chúng ta đang có mặt trên con đường Hai Bà Trưng. Đoạn đường này thì cũng bán về quần áo thời trang. Tuy nhiên thì tất cả các cửa hàng quần áo thời trang đây đều thấy giảm 40-60% vào cái dịp Giáng sinh năm nay. Với những cái không khí vào buổi tối như thế này thì chúng ta cũng cảm thấy rất là vui luôn cô chú anh chị các bạn. Thời tiết Sài Gòn thì ngay lúc này đây là gần 20 giờ đêm ngày thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023, thì phần đó cũng dễ chịu, có gió từ dòng sông Sài Gòn thổi lên. Ban ngày thì thời tiết rất là oi bức. Trong đêm ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel chủ yếu là mời quý vị đi một vòng ở tại trung tâm Sài Gòn để chúng ta thấy được cái không khí rộn ràng ở trung tâm Sài Gòn mùa Noel năm nay ra sao. Ban ngày thì chúng ta đã cập nhật một số hình ảnh về buôn bán, rồi một số hình ảnh khác nữa. Ở đây là ngã tư của con đường Nguyễn Đình Chiểu và con đường Hai Bà Trưng. Wow, gió rất là mát luôn. Chúng ta càng đi về hướng của sông Sài Gòn thì gió càng thổi lên rất là mát luôn cô chú anh chị. Nhân dịp mùa Giáng sinh đến thì Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp, hạnh phúc. Mới đây mà Tâm Thoát chúng ta cũng đã kết thúc năm 2023 rồi, chuẩn bị đón năm mới 2024 rồi. Càng về cuối năm thì xe cộ lưu thông ở ngoài đường sẽ tăng cao hơn.
chúng ta sẽ đi đến khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trong đêm ngày hôm nay để cập nhật một số hình ảnh về Giáng sinh ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Xã trung tâm Sài Gòn thì không đâu đó. Đó, các cửa hàng quần áo thời trang khuyến mãi 30-40%. Trang trí Giáng sinh thì cũng đẹp nhưng mà khách thì chẳng thấy là bao luôn quý vị. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai là con đường Hồng Thập Tự năm xưa nè. Sài Gòn by night, Sài Gòn ban đêm, Sài Gòn cuối năm, Sài Gòn mùa Giáng sinh. Tất cả những điều đó sẽ mang đến cho bà con người dân Sài Gòn một cái niềm vui về tinh thần rất lớn, để chúng ta quên đi những cái sự lo lắng mỗi ngày, cơm áo gạo tiền. Cơm áo gạo tiền thì ai ai cũng vậy, mỗi người, mỗi cảnh, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cho nên khó nói được ai là sung sướng, ai là đau khổ. Nhưng mà phải nói ngày nay phải có nhiều tiền thì chúng ta sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn, đỡ khổ hơn. Còn mà thời nay mà không có tiền thì phải nói cuộc sống nó sẽ muôn vàn khó khăn luôn quý vị. Đây là con đường Duy Tân, con đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay quý vị. Mình sẽ đi về trên, mình sẽ đến khu vực nhà thờ Đức Bà để cập nhật một số hình ảnh tại đây nha. Đây là đường Công xã Paris, công viên Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nói chung vào đêm cuối tuần hoặc là buổi tối thì người dân Sài Gòn chủ yếu là đi chạy lang thang ở ngoài đường cho mát. Ai có tiền bạc tài chánh thì có thể vào các trung tâm thương mại ăn uống vui chơi. Còn nếu mà không có thì chúng ta lang thang ở ngoài trung tâm để cho mát luôn quý vị. Đó, thấy không? Quá trời đông luôn. Hàng trăm hàng ngàn người đang đổ về bên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Wow, con đường Tự Do, con đường Đồng Khởi sao mà đông xe chứ vậy. Ôi chú chị các bạn, đèn ngôi sao cũng đã rực rỡ trên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn của chúng ta. Không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh năm 2023 đã hiện rõ ở tại công viên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cô chú anh chị. Ở phía trước thì có ngôi sao rất là lớn luôn nha. Ôi, ngôi sao đẹp luôn quý vị. Quá tuyệt vời. Năm nay thì nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sổ hết cái đèn ở phía trước, ở hai tháp chuông phía trước này, nhìn rất là đẹp mắt luôn ha. Bên tay phải màn hình của chúng ta đó là
Bưu điện Sài Gòn. Xe buýt 2 tầng nè. Đúng là Sài Gòn rộn ràng mùa Giáng sinh. Quá đông luôn quý vị, thấy không? Trước màn hình của chúng ta đó là Diamond Plaza, cô chú chị. Chúng ta sẽ đi vào con đường Đồng Khởi quý vị. Con đường tự do ngày xưa nè. Con đường này sẽ bắt đầu xuất phát ở trước cửa nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, về đến công trường Mê Linh. Công nhận phố xá trung tâm mà Sài Gòn đông đúc và nhộn nhịp quá. Đây, ngày thứ năm thôi đó. Ở đây ngã tư của con đường Gia Long, con đường Lý Tự Trọng và con đường Đồng Khởi. Wow, dòng xe cộ đang tấp bật đổ dồn về trung tâm Sài Gòn của chúng ta. Đây là ủy ban thành phố luôn quý vị. Rất đẹp luôn ha. Nói chung trong một năm thì chúng ta thấy vào tháng 12, tháng cuối năm nó sẽ là vui nhất. Một cái không khí rất là rộn ràng, nhộn nhịp, tất bật. Ai cũng chuẩn bị tiễn biệt năm cũ để mà chào đón một cái năm mới. Lúc nào cũng vậy, hy vọng tốt đẹp và nhiều may mắn hơn. Ồ, đây có bông hoa đẹp quá trời luôn hả không? Ôi, phố đi bộ Nguyễn Huệ nè, tuyệt vời rực rỡ luôn. Cứ như là mùa xuân đang đến cận kề luôn vậy. Phố đi bộ Nguyễn Huệ của chúng ta. Quá bất ngờ luôn ha, bông hoa tuyệt đẹp. Hôm nay thì phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng cho xe hai bánh và xe bốn bánh đi vào. Ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì sẽ cấm tất cả các loại xe, ưu tiên cho người đi bộ thôi.
hy vọng năm mới, năm 2024 thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Liên hoan âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 và còn là giá trị của nền văn hóa, mang nền văn hóa âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam nâng tầm ra thế giới. Kính thưa quý vị, tiếp nối thành công của lễ hội âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 vào vô năm 2019 và lễ hội âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 vào vô năm 2022, tiếp tục góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020. Sài Gòn đang rất là rộn ràng để mà đón chào Giáng sinh cũng như là đón chào năm mới 2024. Chúng ta đang có mặt trên đại lộ Lê Lợi hướng về bên cửa chính của chợ Bến Thành. Hai bên ánh đèn rực rỡ lung linh. Bên kia thì Sài Gòn Center Takashimaya. Wow. Chính của chợ Bến Thành. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.